Còn lúc nhà chùa chắc hoàn toàn riêng biệt, mô Phật bần tăng vẫn nằm trong luật của nhà vua. Thế tại sao lão cái lời của quá nhân phán dạy phải đuổi diệu thiện đi cô ra khỏi chốn thiền môn? Đạo hạnh bậc chân tu phải gánh bao nhiêu điều quan nghiệp, bần tăng đành mang tội khi quân chớ công đuổi đi cô. Tội của lão đang bị voi dài chấm xe từ sau. Nguyện sai hãy sai hộ về đem đến cho quá nhân. Một cỗ xe chưa đủ một trăm giả thấp đậu mè đồng nhau trong lòng, giao cho diệu thiện lượng ra nữa ngày phân biệt cho ta. Thưa công chúa đừng trách phần tiểu thương, đứng cạnh nhìn công chúa bị đoá đày. Nguyên soi ơi phổ dương hạ điều khó khăn như thế, là cố gắng ta diệt ý tu hành. Chớ hổ rừng xanh không thể giết kẻ chô đành, nhưng lòng quyết xả thân vì đạo, nại hà gì nghề cực khổ gian lao. Phụ vương ơi con thừa hiểu hành hạ con, phụ vương cũng thầm khóc con lộn từng hột thóc. Phụ vương cũng từng giọt cái lệ hồng tuôn chảy. Nếu công chúa hiểu lầm thân thượng, sao không về cha mẹ trùng phùng? Cực lạc là gia cảnh đoàn viên, chớ nào phải nâu sòng theo bà. Ta đã hiểu nghĩa giác tha của Phật Pháp, thì làm ngày sau mà ngày sung mi sướng được riêng mình. Phật không bao giờ ngày quên ngày đến kẻ tu hành. Nam mô cầu nguyện Di Đà cứu dùng đệ tử trong hồi gian nan. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh. Mong lời cầu nguyện chân thành, nương cối hương lành lên tận núi sen. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu thiện cõi trần thọ nạn, ba điệu mau xuống trần giúp tay qua. Mô Phật. Ơ năm ngàn chim bồ câu, ga ga ga. Ơ năm ngàn chim sẻ sẻ, văng văng văng. Mô thóc riêng để sang bên, mô thóc để sang bên. Dương thần bồ câu sẻ sẻ, cú rú cú rú cú rú. Chúc chim chúc chim chúc chim, mô thóc để tiền. Ơ năm ngàn chim chích chè, ơ năm ngàn chim tu hú, ơi ơi ơi, mô mẹ để sang bên. Chúng tôi chim chè tu hú, chích chè chích chè chích chè, tu hú tu hú tu hú, mô mẹ để sang bên. Còn lại phần gạo kia dành cho các loài chim khác, thóc để riêng, gạo để riêng, mô mẹ để sang bên. Ai hậu à, đôi mắt ai hậu có thiên giảm không? Tâu muôn năm ơn bể khuyết nhũ tình sân sâu, thiếp thần chỉ nhẹ được cõi lòng. Còn đôi mắt muôn năm ơi lệ nhớ thương con, đã khép chặt đôi cửa sổ của linh. Thần thiếp vừa nghe cần dễ báo tin rằng, muôn năm nổi trận lôi đình, hung hờn hạ lệnh cực hình cho con. Kim chích ruột tâm can đau khổ, nỡ lòng nào hành hạ thân con. Thiếp gian lệnh muôn năm hà hải, nên nhẹ lời rèn
sợ dĩ mài rồng vinh, cấm khạc ra sấm linh, vì giận con quá si đạo ngông cuồng. Cấm nheo mắt muôn dân khiếp đảm, khi cao mày rung rãi cả muôn sao. Thế mà quy quyền kia vô hiệu, trước những tên chỉ biết đạo màu. Công chúa qua tinh thường quý quyệt, trầm căng răng mới hạ lĩnh đại con. Vì bảo vệ quy quyền của trầm trị, muôn dân chẳng trị được con. Hậu thương con tình như đỉnh núi, trầm thương con cũng dí tờ sông dài. Khải tâu kim thượng, khi hạ thần dân thánh lệnh bắt buộc công nương, nửa ngày phải lựa xong ba loại thóc đậu mè đổ chung tâm gia. Công chúa liền quỳ khấn Phật lâm râm, thì từ đâu muôn chim bay về lửa dùng cho công nương. Có lẽ Phật trời xót thương, sai chim giúp đỡ con ta. Làm gì có Phật, đừng tin nhảm lội thôi. Thành ra bảo công chúa đào một viên sầu, đào xong rồi gánh nước đổ trăm đôi. Và bữa liền trăm thước tuổi đây, làm chay một ngày ba việc phải xong. Hoặc dân mạng cho đau phú quân, thử xem Phật có giúp nó không cho biết. Trời ơi, Nguyên Soái ơi, ba việc vô cùng nặng nhọc, khó hoàn thành sống được một ngày. Không sống thì soi giọt lên người, ta chỉ biết vâng lời thanh thượng. Nguyên Soái xem đây đôi bàn tay mỏng, dẫu sưng phòng cũng mặc đôi tay. Lưng dọc ngang rỉ máu gì rồi. Im, im đi, ni cô đừng nói nữa, vì lễ ngu thần đã rung đôi mi. Không đánh công nương thì thần bị tru di, còn ra tay đánh thì tâm cao vô cùng chua xót. Ôi tâm bào ruột thắt, tay dùng roi mà lòng chua xót với lặng rơi. Hạ ngu gian lân cầu khẩn với công nương, hãy trở lại lầu rồng. Thân khỏi dày dò đau đớn, tìm đâu không thấy niết bàn, chỉ thấy thân vàng phải chịu nát tan. Nếu thế thì không còn lời cầu khẩn, xin Nguyên Nhung cứ thẳng tay rồi. Cần dễ đâu. Dạ. Cứ thẳng tay, cứ thẳng tay với ni cô diệu thiện đi. Nam mô tổ ta bà ưu minh giới, Quan Âm Như Lai tâm thương cứu khổ nguyện. Đệ tử giang cầu Phật tổ nơi chính điện, rưới nhành dương liễu thương con. Hiện nghi đang nghi lắm cầm nguy nàng, sớm giải thoát đi cho con. Mau thanh thoáng ngự bồ đoàn, và sớm cải quả phụ dương, ra nghi cội bể trầm lưng. Tình đất ký Phật chứng cố nghi đệ tử cầu xin. Nam mô A Di Đà Phật. Lần thứ hai ni cô diệu thiện, đường tu hành gặp phải tai ba, bơ hộ pháp thần trì. Mô Phật. Dũng pháp màu cho quân sĩ ngủ say, ta cứu đệ tử hoàn thành việc khổ. Mô Phật. Muôn tâu bệ hạ, dân thanh chua ni cô đã hoàn tất ba việc kia trong giây mắt đã xong. Nếu bẻ được cành đá cũng quản, ba việc kia nháy mắt mới xong. Tội lao vua là tội khi quân,
nhưng quả thật thay sao biến xoay. Nếu oan ôn thần hạ chịu tu di, thế thì Phật trời đã cứu con ta. Cấm! Đến lượt hậu cũng bị quỷ yêu mê hoặc, ôi tức muốn cháy tim phổi nát dần gan canh hải lên chùa ngay. Nói rằng ta truyền cho ni cô mau hồi cung điện, nếu mà cái lệnh không quá theo chùa lệnh truyền thanh đi liền. Dạ dạ thần hạ cúi đầu xin thiên tử hãy giảm cơn thịnh nộ. Thương cho công chúa là quyết nhục chi nhà thần, vu hạ qua số thương công chúa dù rằng không phải là tình thương, bệ hạ bao nở nhìn đoán ruột cháy thành than giữa ngọn lửa hồng. Ngoài ra còn bao nhiêu vị sư tăng vô tội cũng bị bỏ mình trong lửa đó. Nguyên soái, nếu lửa thiên không cháy ngôi chùa thì sẽ cháy mạng khanh và giọng tộc. Bất hiếu không gợi niệm cảm xúc, mau thi hành các lệnh của hòa nhân. Trời, trời ơi, nghe thanh lệnh tư chi thiếp thần bùng rùng. Muôn năm tạo chi cảnh che mẹ khóc măng cờ. Con văn khổ tương trao dưa muối thiếp khóc đến mù loà. Muôn chi là bị thiêu bị đốt chết nghi từ từ thơ tịch làng gia. Muôn năm cho thiếp thần chết trước đừng để nếp sống bị gặm mòn bởi đớn đau. Để chết lần mòn vì thương nhớ hình hài mình sinh ra cõi trần ai. Lệ thương con trẫm hưng bằng chén ngọc, trẫm tôn thờ một tình mẹ thương con, nhưng lễ tiếc thương một đứa con điên, trẫm khinh rẻ gì như nước phận. Nguyễn soái, mau thi hành lĩnh khẩn, tội chủ di đang chờ đợi bên khanh. Dạ dạ thần xin phụng mạng. Bơ ni cô, khuyên ni cô trở lại cung loan, vì ta đã được lĩnh thanh hoàng thiếu quỷ thiện môn tăng giải. Xin nguyên nhung mở lòng hà hai, giết mình ta chứ tăng giải mãn toàn. Ni cô đừng nhiều tiếng thở than. Nguyên xoay bao nở dẫn hồng diễu thiên. Trời ơi ta cô giả dở dẫn ghét, nhưng lời công nương khiến ta mãi nghẹn ngào. Công nương ơi đốt cháy công nương thì ngu thần đâu nở, còn không ra tay thì ba họ phải chịu cảnh. Nếu một mình ngu hạ thọ tội với triều đình, thì tái ngu hạ thề không châm lửa thiêu chùa và thiêu cả công nương. Công nương ơi tu mà chia cho khổ thân khổ xác, tìm niết bàn là lặng biển tìm kim, vui chi với nâu sòng áo bà công nương hải nhà mau mau trở lại cung vàng. Hồn trót gửi Đức Di Đà, nguyên xoay nên bảo vệ mạng của toàn gia. Đừng vì ta cam liên lụy lòng nhất quyết, nguyên xoay ơi đừng suy nghĩ châm lửa hồng cho ta nghi lên cõi non đồng. Bạch hoàng thượng và tất cả tăng ni, chúng ta sắp lên đường vào đất chết, cũng là lên đường thoát ly chinh lý, hãy nghe cầu kinh hỷ xá biệt ô trọng.
động kho lai lòng tín ngưỡng, truyền ba quân phong quả đốt chùa. Bơ diệu thiện mô Phật, đọa trần thay quan gia nghiệp chương, đã mãn rồi con ngữ tỏa tòa sen. Mô Phật, nhưng con còn trở lại trần gian, đem công quả giải cứu thùng quyền, bị luật trả dây đại đoan, mẹ mù lòa cha bệnh phong đơn. Mô Phật, đệ tử lái thuyền bát nhã về, cứu độ sông thân, cứu giải sông cha mẹ con mau trở lại niết bàn, đừng lưu luyến dương trần bận nhờ. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, gió lạnh nhức rêm tầng thơ thịt, mang tội gì tâm thọ bệnh phong đơn. Tội phụ dương thiêu quỷ thiền môn, diệu thiện, con của mẹ còn sống mày. Tội mẫu hoàng kiếp trước nặng mang, nên kiếp này phải mù lòa bóng quang. Diệu thiện con ơi, cha vô cùng hối hận, đã không tin trời Phật còn tàn nhẫn nỡ giết con mình. Không lưu xót chút tình, mượn ngọn lửa hầm thiêu quỷ xác thân con. Do lúc trước hiền nhàn biết tình tưởng hèn nhân, thiết đầu khóc đến mồ bể hạ nào có con đơn. Này trầm quan nặng chuyện đã muốn mang, lòng bác ái Di Đà tha thứ người hồi tâm. Kinh sám hối tụng đêm ngày, cha mẹ sẽ thoát tai nạn. Trẫm và hậu hãy nghe lời con bảo, tụng đêm ngày kinh sám hối Đức Như Lai. Bơ diệu thiện con, mô Phật, cha mẹ con đã hối tâm quy Phật, ta rưới cam lồ rửa sạch tội xưa. Mô Phật. Diệu thiện con ơi, mắt mẹ đã trong sáng. Quả nhân cũng đã hết sạch phong đơn. Thưa phủ mẫu hoàng, Phật dặn con, khi cha mẹ an toàn, phải trở lại bồ đoàn không chậm trễ. Nay sông đường đã lầm, con xin từ giả, cõi trần xin phủ mẫu tiếp đường tu. Con từ giả phủ hoàng và mẫu hậu. Nam mô A Di Đà Phật. Vào đây được. Khi đã nuôi một quyết tâm phục hận, thì dù trở ngại nào người ta cũng cố vượt qua. Cha đã vào làm tên đánh xe cho Dương Thừa Tướng hơn 2 tháng nay rồi, mục đích là để được gần con. Thừa Tướng đến được nơi nào thì cha cũng đến được nơi đó. Từ đó con xa cách cha đến nay, cha có được khỏe mạnh không cha? Hãy nói về con cho cha nghe, mong rằng con thành thật đừng giấu giếm cha một chi tiết nhỏ nào. Thưa cha, con... con đã hẹn Tắc Ninh làm hiểu, để cho Hoàng Điệp Phi đưa con đi vui thu ái ân. Yên Xuân, vì lẽ gì mà con bỏ cuộc trong khi kẻ thù của nhà ta sắp đầu hàng? Con không thể hủy diệt tình cảm thực của mình để kéo dài vai trò giả dối, gượng cười, gượng khóc, gượng thương, cứ tiếp
diễn ngày này sang ngày khác đã làm cuốn chán trường tốt đô. 19 năm sau khi bị tên bảo chúa cướp vợ, chặt mất một cánh tay trong lúc con còn đỏ hòm, nếu cũng chán trường tuyệt vọng thì có lẽ cha đã gục ngã giữa thâm sơn. Với nỗi đau buồn chôn xuống mồ sâu, nhưng cha gượng sống đem sức tàn nuôi con. Trong cảnh cơ hàng cô đơn, nay con đã không lớn những tưởng mộng sắp đạt thành, nhưng cha nào ngờ con lãng quên mối quan khiến cầu hắn. Trời ơi nỗi tuyệt vọng sẽ hủy diệt tâm thân già. Cha ơi trời cao thâm thâm biển cả bao la, mà khổ yếu thân già. Lần cuối cùng con hãy nói cho cha biết, con cương quyết đi nốt đoạn đường cha đã vạch, hãy con bỏ cuộc giữa đêm nay. Tâu nương nương, con thấy hoàng hậu mặt giận dữ xăm xăm vào đây, cho ngươi lui. Phiền cha tạm ẩn sau bức màn kia để con tiếp hoàng hậu. Con bé kia có phải mi là Yến Xuân công nô nữ của Dương thừa tướng, và bây giờ là người sủng ái của quân Dương? Có lẽ mai đây tôi sẽ lên ngôi hoàng hậu. Đồ vô lễ đáng chém đầu, mi có biết mi đứng trước mặt ai không mà mi dám mạo xưng là hoàng hậu? Nếu tôi đã xưng hô thì thứ ai cấm đoán được tôi mà sắp bị trút phơi đi, tôi sẽ thay ngôi hoàng hậu. Mấy tháng ta đã nghe chúa thượng đem về một con hồ lý tinh, dùng nhan sắc ma mị để bài chuyên loạn ngôn. Bà thử nghĩ coi bà sẽ làm gì được tôi. Ta sẽ ban cho mi một dải lụa đào, một đoạn đao mi liều thuốc độc để giáng hồi trật tự thâm cung, và để tránh một trận đòn ghen. Nhà ngươi là ai? Cha, tiếng gọi vừa rồi của cô gái khi thấy mặt tôi thì đã xác nhận tôi là ai rồi. Ta trong nhà, nhà ngươi chỉ còn có một tay, tóc bạc da nhăn, nhưng tiếng nói giọng cười không có mấy gì thay đổi phải không? Nhưng dù nhà ngươi là ai đi nữa cũng không có quyền ngăn cản ta giết một kẻ trà đạp kỹ cương diềm mối của triều nghi. Chắc có lẽ con gái của tôi nó bắt chước hành động của một tên bảo chúa hồi 19 năm xưa, đã dùng quyền quy tuyệt đối chim người đàn bà nhan sắc, gây tàn phế cho người chồng. Sao hoàng hậu không cần tỷ bảo chúa giùm tôi? Cha, cha nhắc làm chi dĩ dãn đau buồn đó. Nghe chuyện của ai ngỡ là tâm sự của ta trải qua 19 năm dài. Có lẽ nào hoàng hậu không biết bảo chúa đoạt vợ của họ Kiều là thiếu phủ Diễm Châu.
là ai mà tỏ tường duyên cơ. Một ân tình của 19 năm qua, nàng là một giai nhân tuyệt sắc của kinh kỳ xuân vân, đã một thời rung động những con tim đa cảm đa tình. Hương sắc giai nhân làm cho hoa lá ghen hờn, nàng đã cùng kiều quốc trung đẹp duyên tầng tân, nhưng ông buôn vô luân không để cho gia đình họ được yên vui. Người ta dùng uy quyền của kẻ ngồi trên chính bệ hạ sát người chồng để đoạt cánh thiên hương, lại nhận tâm cướp cả đứa con là kết quả của một năm hương lửa mặn nồng. Không, không, chính ta đã giáng sinh hoàng thượng đừng giết kiều quốc trung mà. Vì để lời ta hoàng thượng mới tha cho họ kiều được toàn mang sinh. Nhưng bảo chúa chặt mất một cánh tay của kiều quốc trung, mục đích làm cho kẻ thù không xử được gươm đau mà rửa hận. Trời ơi, vậy mà tôi nào hay biết nè trời. Rồi vào một đêm kinh kỳ mở hội, mừng tân hoàng hậu được tân phong, người chồng bất hạnh ôm đứa con thơ còn đỏ hõm tìm đến một thôn ổ điều hòa hiu nương nao qua ngày. 19 năm qua hận thù chồng chất trong tâm khảm của kẻ với mình như tù tối bị lưu đày. Nay hắn đã đường hoàng bước ra ngoài ánh sáng là nhờ nhan sắc yêu kiều diễm lệ của đứa con. Nàng là con gái của kiều quốc trung đây à? Phải, nó chính là đứa con gái bất hạnh của họ kiều. Trời ơi, vậy mà tôi định giết con tôi nè trời. Sao hoàng hậu gọi nó là con? Tôi là Diễm Châu đây, và ông có phải là họ kiều? Tới bây giờ hoàng hậu mới nhận được tôi sao? Kiều Vương oán ghét tôi không dám trách, nhưng có lẽ nào dạy nó thù hằn mẹ nó hay sao? Con oan hờn mẹ lắm phải không con? Phải không? 19 năm nay sống cảnh cha già khổ đau tàn tật vì hận thù giấu kín trong tim. Tuổi thơ ngây tôi vẫn được thanh thản hồn nhiên như dòng nước sông xanh trầm lặng êm đềm. Nghe nói mẹ tôi qua đời vì bao bệnh trong một đêm gió bất lạnh lùng. Gần đây cha tôi lại nói mẹ tôi bị ung thư ngã sát, nhưng bây giờ bà mẹ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi đây. Ôi chỉ có một sự thật mà bị phủ di quá mấy lần huyền thôi. Dòng sông xanh trầm lặng ngày xưa giờ bóng nổi lên ba đào dung tu. Sao con không gọi bằng tiếng mẹ thiêng liêng tình cảm? Dầu con có phiền giận thế nào, có lẽ con vẫn không quên công ơn 9 tháng cưu mang. Hãy gọi mẹ đi con, mẹ là mẹ của con đi. Con trẻ nào dám oán hận chi đâu, trái lại chỉ biết giữ một lòng hiếu thảo với bậc phụ mẫu sanh thành. Xin trời cao chứng minh cho tiện nữ đã thốt ra lời lẽ chân thật của tâm tình.
lỗi với cha con thế nào con không dám biết. Chỉ biết rằng mẹ là mẹ của con. Chân lĩnh cha vào đây báo tù báo chúa. Trước mắt con ai cũng là kẻ thù cần phải loại trừ. Con đã cho người hai lần đầu độc mẹ, nhưng mai làm sao mẹ thuốc chết vậy, xin tha thứ tội tình con. Mẹ bắt tội con giết mẹ, thì ai vào đây bắt tội mẹ vừa định giết con. Trời ơi, khốn nạn cho tôi quá nè trời. Yên xưng, bây giờ cha mới thấy rằng cha quyết định sai lầm. Thêm chút nữa, mẹ với con giết hại lẫn nhau như là loài cầm thú. Kiều Quân, đã đành ngày xưa tôi bị người ta cướp đoạt ra khỏi vòng tay của người chồng yêu mến. Tôi không dám quyên sinh khổ tiếp, lấy bằng lòng làm vợ người ta đến ngày này đã có hai con. Còn Kiều Quân căm thù kẻ đã làm tan nát đời mình, nên đưa con trẻ vào báo hận. Lý lẽ của Kiều Quân tôi vui lòng chấp nhận, xin người cũng vui lòng chấp nhận những lời tâm huyết của tôi. Chuyện ngày xưa ta hãy xem như cơn ác mộng, xa gì người đàn bà vô hạnh như tôi mà xua bọn tè vào vòng. Tôi đưa con tôi vào nánh vuốt bảo tàng, chẳng khác nào tôi đem con đi bỏ chợ. Được rồi, tôi sẽ đem Yên Xuân ra khỏi dòng ân oán, và xin hoàng hậu cứ xem như cha con tôi đã chết hồi 19 năm xưa. Và xin người hãy xem tôi như đã qua sông bị đâm đò. Yên Xuân con.
tổ ấm. Thân này nguyện gửi chung thiền mong. Trời ơi, lời đoan thể năm xưa nay đã trở thành là sự thật. Bởi từ khi Điệp đi cưới vợ thì Lan cũng gửi kiếp xuân tàn nơi cửa tờ. Tuyết tình lãng mạn đeo mang bao tay.
thất vọng đoá đài thấy xét, cho nên Lan mới mượn lời kinh tiếng kệ để mong dập tắt lửa ưu phiền. Điệp ơi, hôm Điệp đến Tâm Lan là một buổi chiều sương lam mờ cành dâu. Điệp ngập ngừng trước cổng nhìn tân bản heo mồm mà lạ tả lệ sầu tương. Điệp ơi, Lan đã cắt đứt dây chuông để cho Điệp trở về cùng bồn. Dằn nước cơn cảm xúc cho nên Lan ngã nghi gục trước sân chùa. Khi Lan tỉnh dậy thì chỉ nghe tiếng chuông ngõ ngân nga nện đều trên chánh điện. Gia trung Điệp đã về rồi, đêm đêm quỳ trước nghi Phật đài một mình. Bóng Xê Đa đã trải qua mấy ngàn ngày đi vào thiên cổ mà sao tiếng hát Xê Đa vẫn còn vang vọng cho tới bây giờ. Còn đâu đứa người bạn tình xưa, sao ta cứ như dương vẫn đợi chờ. Hiện tại hôn mê ta sống bằng kỷ niệm với những tháng ngày tươi đẹp ân tình nơi chốn rừng quang. Xê đời làm sao tìm nàng ở chốn dương gian, thôi em hãy chờ ta nơi cuối nẻo đường trần để đôi mình nối lại duyên tình trót đã dở dang. Với bài tình ca vẫn bâng khuâng sao xuyên mà buồn tâu. Bệ hạ vì quá nhớ thương hoàng hậu thành ra tưởng tượng như vậy, giờ nãy giờ thần có nghe tiếng hát nào đâu à. Phải làm sao ngươi nghe được, vì Xê Đa là vợ yêu quý của ta mà. Dạ muôn tâu. Đó đó, nghe chưa, rõ ràng tiếng hát của nàng lân lân reo rắc theo từng bậc cung thương. Ôi nhung nhớ quá, cuộc tình đầy sóng gió, cuộc sống hôm nay sao mà vô duyên buồn tẻ. Ta chán rồi ngôi vị một quân vương, ta muốn lên đường ngay không cần thu xếp hành trang. Về rừng núi cũ ta tìm nàng theo tiếng hát, hãy thắng ngay cho ta một con ngựa bạch thay lốp thứ dân rồi mau kiếp đăng trình. Xê Đa ơi, nàng đi rồi ta thật sự cô đơn, lòng trống trải khi thiếu nàng trong cuộc sống. Tình yêu dài dò ta sống bằng mong máu, nàng sẽ gặp đại vua như thuở còn thắm đẹp tình yêu. Hoàng quan. Dạ. Lên đường phụng mạng. Ê!
Người không tình yêu tham thế khác gì, ai ơi cánh buồn không nỡ qua. Căng thề lao mắt nghe lòng đơn quá, nhưng tình vẫn thiên thu tình sống cho tình. Bài hát còn đây mà người xưa đâu vắng bóng xa hình. Cậu bé ơi cậu là ai mà biết bài hát đó Hanuman? Lời ca quyện tròn làm rối cuộn lòng ta. Bài hát này mẹ thường khi ru tôi ngủ mẹ ngân nga, mỗi lúc dài tôi ca mẹ thường rơi nước mắt. Hanuman ơi linh cảm trong ta lòng ta sẽ thắt, giữa cậu bé và ta đây dường như có luồng điện cảm vô hình. Tâu bệ hạ, vì muốn giữ hòn máu thành hình vô tội mà bơ le dẫn tim mình tự sát. Ra la là mầm giống tình yêu của vua Prim và hoàng hậu Xê Đa. Hả? Nó là con của ta. Ra la con. Không, ông đâu phải là cha của Ra La. Mẹ bảo cha đã chết từ khi Ra La còn nằm trong bụng mẹ. Trời. Mẹ kể rằng cha của Ra La nghèo tiền nghèo bạc, nhưng nhân nghĩa cha giàu hơn vua chúa xứ sở Aốt Gia. Cha là thợ săn trong rừng bữa đói bữa no, sống với mẹ bằng tình yêu của bài ca. Ra La được kết tổ trong tình yêu kỳ tuyệt ấy. Lúc mẹ sanh Ra La thì cha lại qua đời. Bây giờ tự nhiên ông nhận là cha ruột của tôi, tôi mừng lắm. Nhưng không tin mình có phước. Tôi thường buồn nỗi bất hạnh của mình hơn bao người khác. Tôi chưa từng một lần được gọi hay tiếng cha ơi. Ra La ơi, con hãy đưa cha về gặp mẹ con, là con sẽ tỏ tường sự thật. Ê, không được đâu. Mẹ cấm không cho dẫn ai về biết chỗ ở của mẹ hết á. Không hỏi ý mẹ hả? Mẹ rầy chết à? Phải không chú Hanuman? Đúng vậy, nhất là đối với bệ hạ, Xê Đa càng không muốn cho bệ hạ biết chỗ ở của nàng. Thôi, mình về đi chú Hanuman. Đi cháu. Hanuman! Hanuman ơi, ngươi đã thương dẫn Ra La đến gặp ta, cho cha con nhìn mặt. Một lần nữa ta gian ngươi hại thương ta, mà dẫn ta về gặp mặt Xê Đa. Cho trùng phùng cha con chồng vợ đoàn viên, để Ra La được ấp ủ trọn tình thương mến của mẹ
cha. Chú Hà Nu Man ơi, sao lại gặp gỡ thật bất ngờ, ra là con ơi, đây là sự thật. 10 mấy năm qua cách biệt, vì mẹ hờn cha đơn đoạn tuyệt chia lìa, để cho con trẻ lạc loài thân phận cốt côi, đau lòng cha lắm con ơi, cha gặp con đây mà đau đớn nghẹn lời. Cha, cha con đây mà mẹ con nói chết, nhưng giờ đây gặp mặt con tưởng như cơn mộng mơ hồ. Ra là cha con. Cha ơi, Sê Đa. Hả? Hanuman, như vậy là ngươi đã dẫn Sim tới đây, sao ngươi nỡ dối ta như vậy? Không, không phải Hanuman tự ý phản bội nàng đâu, mà chính ta đã gian xin, ta cầu khẩn Hanuman đưa ta về đây để gặp nàng đó. Muốn tâu, lệnh ấy của hoàng thượng ban xuống, Sê Đa này không thể không tuân. Vậy xin phép hoàng thượng cho Sê Đa này được lui chân. Sê Đa, Sê Đa, Sê Đa ơi, 10 mấy năm qua ta vô cùng ân hận. Từ khi ta hạ lệnh giết chết nàng, cũng là ta tự giết chết cuộc đời của ta đó. Sê Đa ơi, thờ ấy ta không giết được quỷ dữ trong ta, ta không xua đuổi được mọi điều ô tối. Bây giờ lòng nhân từ đã trở lại trong ta. Rim bây giờ là rim của Sê Đa, của bài ca tình yêu diễm tuyệt. Sê Đa, hãy theo ta về thành Aodhya, vợ chồng ta sẽ sống lại mối tình chung thủy. Đội ơn chúa thượng đã đói hoài đến thiếp, nhưng thiếp không thể. Sê Đa, nói như vậy là Sê Đa chưa tha thứ tội cho ta sao? Nghe hoàng thượng thật lòng phân dạy, Sê Đa cũng mong cho hoàng thượng sớm hồi tỉnh nhân tâm. Nhưng trở về kinh thành Aodhya thì Sê Đa này không còn hy vọng. Tại sao thế hả Sê Đa? Bởi vì chốn ấy Sê Đa không làm sao không thể nhìn lại cảnh cũ, cảnh vàng quả thiếu, cảnh hoàng tử xuất lệnh giết Sê Đa. Trời ơi, Sê Đa làm sao quên được cái chết của Bơ Le, cái chết của con người đầy nhân nghĩa. Trời ơi, như vậy là nàng vẫn chưa tha thứ lỗi lầm của ta sao? Xin bệ hạ thứ lỗi, Sê Đa không thể quên được vàng lửa đỏ, không quên được trái tim của Bơ Le, và không quên được lời nguyện. Sê Đa, đừng bỏ ta, Sê Đa ơi, đừng bỏ ta. Sê Đa ơi, lời nguyền gì mà khắc nghiệt đến nỗi nàng phải nén già yêu thương. 10 mấy năm vẫn vẹn tình chung thủy, sao nỡ quên câu vợ chồng cũ xa nhau không rủ cùng sum vầy. Vì ngang trái ly tan tình tái hiệp sẽ tròn đầy. Xây đời ta đã từ bỏ cung vàng điện ngọc,
trở lại rừng núi này cùng giao khúc tương tư. Tiếp e tình yêu không còn đầm thắm như xưa, vết thương cổ chưa lành Xê Đa thành người có tội. Xê Đa đừng bỏ ta, thật lòng ta sám hối. Nếu nàng bỏ ta, ta thề sẽ chết cho nàng được giữa lòng. Muôn tâu, Xê Đa nhắc lại lời thể nguyện của mình. Nếu Chúa thưởng liệt cuộc sống, Xê Đa mới về thọ tang để cùng Quấn Dương trọn nghĩa vợ chồng. Giờ đành xin bay biệt cùng Xê Đa. Xê Đa, Xê Đa. Ai khóc trước thiền môn nghe thảm thiết, giữa đêm trường rai rứt cả tâm can. Lá bồ đề phủ kính cửa tam quan, như giọt lệ khóc than người tu niệm. Tiếng chuông mõ ngân nga vọng lên từ nơi chánh điện, như những tiếng sầu thương đưa tiếng một linh hồn. Ôm thay cha lệ trẻ khó rơi nguồn, nơi thiền môn tháng ngày khổ hạnh, cha đã quen mùi chai lạc muối dưa. Cũng vì ai nên cha phải chịu hàm quan, rồi bị sư ông đuổi ra khỏi cửa am thiền. Có phải chăng vì nghiệp chướng tiền khiên, kiếp trước nặng mang kiếp này cha phải trả? Nhưng công ơn nuôi dưỡng của cha còn cao cả hơn biển rộng sông dài. Cảnh tử biệt sinh ly con luống nhưng ai hoài, tám năm qua cùng cha hổ hỷ khi kim cuối trên ngàn, khi quét lá trước thiền môn. Con cũng tưởng đâu sớm vắng bóng mẫu thân, nên mồ côi mẹ từ khi còn tấm bé. Có ngờ đâu cha nặng mang đều khổ nhục, con chỉ là dưỡng tử minh linh. Kể từ khi con trẻ mới chào đời bằng tiếng khóc tu qua, con đâu biết được ai là người đã xé thịt bánh da, và cũng không được ấp ủ bằng lòng thương của tình mẫu tử. Cha đã ẵm con đi xin từng giọt sữa giữa đêm trường để nuôi sống hài nhi. Tiếng đắng cay lẫn tiếng thị phi đều đổ trúc lên người tu niệm. Cõi lòng bác ai không bờ không bến, dẫu bị những trận đòn nát thịt tan da. Giữa làng cha chịu khảo tra, chấp tay chỉ niệm Di Đà mà thôi. Nuôi con từ ấy nhẫn nay, quyết lòng tu niệm đắng cay chi sờn. Nợ quan trai tiền khiên đầu mạng kiếp, trúc hơi tàn vĩnh biệt cõi trần nhớ. Cha thắt đi bỏ trẻ dại bơ vơ, đường u hiển rẽ chia tình phụ tử. Cha ơi cha lìa bỏ trần gian sang bên bờ cảnh giới, để con thơ vời vời mối thương sâu. Cha thắt trong khi con mới 8 tuổi trên đầu, từ đây khi ba trà cúng Phật lúc hương đèn chuông mõ công phu, trước sau nào thấy cha đâu
sau. Nhớ câu bác ái từ bi, cha đâu quản lời thị phi thiên hạ. Cha nuôi con trong nhọc nhằn lao khổ, đến ngày nay con mới được nên người. Tiễn cha về an giấc ngàn thu, chỉ nghe lá bồ đề lìa cội di du, và côn trùng quả mãi bản nhạc sầu thiên giang cổ. Lệ sương rơi ba mấy dòng lệ trẻ con nghẹn ngào ôm lấy thay cha. Trước tam quan cây cỏ đều hiu, ngọn bạch lạp khi mờ khi tỏ. Khỏi Tây phương cha về hầu Phật tổ, để cho con thương nhớ đi.